Hey, xin chào em. Hôm nay nói chủ đề Anh Hạnh gì Nguyễn anh? là không sao mà lại không có camera nhỉ? Mời anh Hạnh Nguyễn muốn mời anh Hạnh Nguyễn nói chuyện mà không camera, không biết là mạng của anh nào cái bàn rồi. Hôm nay nói chủ đề gì? Chủ đề đấy là bọn nó hô hào biểu tình ngày 2/9 đấy, biểu tình lật đổ cộng sản đấy, vẫn là cái chủ đề đó thôi. Anh em mình vẫn Bây cứ giờ mở cái diễn đàn đó. thì bây giờ nó lợi dụng cái xác chết của cái em Hứa Hoàng Anh, nó vu khống cho đảng nhà, vu khống cho công an mình để công an mình giết em Hứa Hoàng Anh, đặng bà con hiểu lầm về công an, đặng mà cho đất cho đứng là đã cho bà con đứng lên, đặng mà lật đổ cộng sản mình đó, thì nó lợi dụng cái xác chết đó. Thì em cho anh chị em nghe cái clip mà em quay lại cái bọn bao que nó giật mặt với nhau rồi, rồi xong rồi coi nó vu khống thế nào mà nó hóa trang luôn nha, nó hóa trang luôn, đánh đổi là nó vu khống cho công an mình giết người nè Và nè. hôm nay là tội ác của Đảng Cộng sản đem mang tới cho người dân như vậy và mang tới cho những cái người con yêu nước như vậy đó các anh chị. Thì một người em đã ra Anh chị đi, nghe nha. một người em của chúng ta đã ra đi là em Hứa Hoàng Anh các anh chị. Hứa Hoàng Anh chết đi trong vòng mấy tiếng đồng hồ là nó bắt liệm thây, nó không có cho như thế này. Mà thực tế là đã bao nhiêu lần con em của chúng ta, các anh chị em chúng ta đi vào trong đồn á, những cái người cất lên tiếng nói là bị như vậy, bị nó kéo cái dây như thế này nó giết, và dây cái cổ này nó giết các anh chị, và dao lam nó khứa cổ. Đây là cái dao lam Mimosa làm cái biểu tượng mà đã đánh xuống mặt xuống mồi như là các anh chị. Thấy nó xuyên tạc chưa anh trai? Rồi, Rồi thứ rồi. nhất, thứ hai nữa, em bắt qua một cái đoạn là bên cũng cũng khoe nó, cũng khoe nó mà về dạch tội khoe nó luôn nha. Rồi. Em cắt hai đoạn, em cắt hai đoạn cho anh chị xem. Hằng ghét các anh chị, nhưng mà Hằng, các anh chị có một cái điểm tốt, Hằng vẫn công nhận là các anh chị là cái điểm đó các anh chị tốt, nhưng chỉ tốt ở trong cái điểm đó mà thôi. Còn nếu như Hằng có thương các anh chị cỡ nào đi chăng nữa, Sắp nhưng tới Hằng rồi đó chỉ anh. sai trong cái khoảng đó thì cũng sẽ nói rằng cái đó là các anh chị sai. Đối với Hằng rất là rõ ràng, rõ rệt, có nghĩa là đúng Anh sai chị chúng cùng ta phải nghe phân biệt nha. ra, không có nghĩa rằng cái người người ta xấu là người ta sai hết, hoặc cái người ta người người kêu là người ta tốt là người ta sẽ đúng hết, đó không phải là như Sắp vậy. tới rồi đó. Cái chết của em Hoàng Anh là một cái chết rất là bình thường, nhưng những cái người mà người ta mất khác, giống như nhà mình có một cái người mất, các anh chị em thì mình làm đám tang mình chôn cất, đó là xong, không có cái việc gì cả. Nhưng họ cũng không biết vì cái lý do gì để mà có những cái thông tin ở trên mạng dựng tức lên rằng là cái chết của Hoàng Anh là do em bị công an mời lên và bức tử đánh chết em cho đến chết. Xin lỗi các anh chị là không hề có cái việc đó. Mà mình lên đây không phải mình bao biện cho cộng sản. Bây giờ cái Hằng hôm nay sợ rồi không còn tin Hằng nữa. Bây giờ tôi nói với các anh chị nghe như thế này nè. Nếu như các anh chị nói rằng các anh chị là đúng ha, thì bây giờ các anh chị có dám bỏ 20 triệu hoặc 50 triệu ra để cùng với tôi đi về dưới xác minh xem người ta chết như thế nào hay không? Hằng đó ở đây nói lại lần nữa nha, Hoàng Anh chết là thật, nhưng cái chết của Hoàng Anh không có dính dáng gì tới công an người ta đánh Hoàng Anh chết cả. Còn nếu như các anh chị em nào cứ khẳng định rằng Hoàng Anh bị công an chết, thì tôi nói các anh chị em có dám bỏ ra 50 triệu để Hằng, hoặc là nếu anh chị em lấy số tiền đó lớn quá bỏ ra 20-30 triệu để cùng với Hằng đi về dưới xác minh về cái chết của người ta, có dám cá cược hay không? Đấy. Các anh chị dám hay không? Để các anh chị Thì xong. Em chỉ bắt tới đây đi cho anh chị em nghe thôi, còn muốn nghe nữa thì vô trang nhà Nhiên Nhiên đã cắt cái clip đó đem về. Đấy. Thì cái con Mimosa ở bên bên kia thì nó nói là em Hoàng Anh đó là bị nó công bên an. Thái Lan rồi, Mimosa nó bên làm tận bên Thái Lan cơ đấy. Và cái đám bên Thái Lan nó nói là công an giết em Hoàng Anh đó. Thì còn cái em Phan Hằng, Phan gì Thanh Hằng, Phan Thị này á, thì cũng là trong cái đám dâm chủ cuội đó, thì cũng trong cái nhóm chống cộng đó, thì em này lên lên nói lại là những người này lợi dụng cái xác chết đó đổ thừa cho công an giết. Thì đó anh chị Cái em bọn thấy đó đấy, là cái bọn đó là bọn kèn kèn là chuyên ăn xác chết, cho nó phải dùng cái xác chết đó để nó mới có cái cớ để nó ăn tiền ở hải ngoại được chứ, còn nếu không có thì nó làm sao lấy tiền hải ngoại đấy. Thế là mình phải thừa hiểu rồi, bọn chúng là bọn kèn kèn chuyên ăn xác chết thôi đấy.
thì tới, từ đây tới 30 tháng 4 tụi nó kêu tổng biểu tình thì nó làm đủ trò đủ cách đủ kiểu, nó lợi dụng cái xác đó đó, rồi cái hình ảnh mà cái xác chết đó đó là nó nói là cắt cổ, nhưng mà cái hình ảnh đó không phải là cái hình ảnh của cái em chết đó, nó lấy cái hình ảnh của ai đó đưa lên đấy, nó vu khống rồi đó. Thì cho nên anh chị em mình cùng đi lên đi đấu tranh, đấu lại chút luận điệu bao que, mình nên đi tìm kỹ thông tin, đặng có những thông tin gì mình đưa lên mình bật mặt cái tụi nó ra để cho bà con người dân mình người ta biết đến cái âm mưu thâm độc của đám mà dâm chủ cùi trong nước này, và cái đám dâm chủ cùi, cái đám phản bè lũ tay sai phản quốc ở ngoài hải ngoại đấy. Hồi sáng giờ anh lên diễn đàn này lâu chưa anh À, trai? anh nên cũng cũng ấy là vẫn còn thời gian thoải mái mà Dạ, anh nên cho nên cứ nói đi. anh chị em mình cắt từ cái đoạn clip là của con Mimosa, nó nói là nó vu khống cho nhà cho công an, thì mình cũng đưa cái clip nó cắt nó vu khống, và một cái clip bên đây là của Phi Hằng Phan Thị dạch mặt của những cái đám dâm chủ cùi. Thì chung một cái bài viết đó thì hai 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 cái clip thì nó khác nhau hoàn toàn hết, cho nên muốn biết gì thông tin sự thật á thì đưa lên đó Nhiên, đưa lên trên trang nhà Nhiên, cũng lằn mò lắm, khuya giờ này còn canh cháu ngoại mới, thì em cũng canh đặng mà đặng rồi rảnh thì em lên đây em mò đó, em cắt những cái đoạn clip về cho anh chị mình thấy những cái bài đó, để lấy cái bài đó đặng đi đấu với bao que đặng cho nó câm mồm bớt lại đấy. Nói chung là cái bọn này thì nói chung anh đã nói rồi mà. À, có những cái mà ba que làm được mà cộng sản không làm được. Đấy, có những cái cộng sản làm được thì ba que sẽ không làm được. Tôi nói cái ba que làm được trước nhá, là cái tụt quần nu càng bỏ chạy, đấy là cái đó là ba que làm được mà cộng sản không làm được, mà trên thế giới này chỉ mỗi mình ba que làm được thôi. Đấy là Dạ, cái thứ con nhất. cái bao que nó Cái thứ làm hai gì được nữa nào? là cái xuyên tạc bóp méo sự thật, thổi phồng sự thật, đấy là cái mà ba que làm được mà cộng sản không làm được. Đấy, cái Dạ. làm hại nhân dân, làm hại nhân dân đấy. Xuyên tạc để hô hào làm hại những người nhân dân, đưa nhân dân vào tù, đó là ba que làm được mà cộng sản không làm được đấy. Dạ, nó làm cái À, điều này làm được mà giỏi luôn nè anh. Thì nó kêu gọi những kiều bào ở khắp thế giới là những người mà đang tị nạn chính trị, cầm cái cờ vàng ăn mày dĩ dãn đó, đặng nó kêu gọi ủng hộ tiền cho nó về lật đổ cộng sản, mà nó kêu gọi mỗi lần kêu gọi gửi tiền cho nó để lật đổ cộng sản, mà gửi hoài cho nó 43 năm rồi mà nó không lật được cộng sản, mà tiền đó là gửi cho nó, nhưng mà số tiền đó hiện nay giờ 43 năm nó kêu gọi như vậy, tiền đó nó nằm vô túi của ai rồi, rồi tiền đó nó có làm gì được cho người dân trong nước và những người ngoài hải ngoại chưa, nó có xây một cái trường học, nó tất cả những gì nó làm cho những người dân trong nước chưa, hải ngoại chưa, những cái đầu tiền mà nó kêu gọi đó đấy, thì những số tiền đó bây giờ nó hỏi mình, nó hỏi người đảng cộng sản mình làm cái điều gì được cho dân, thì bây giờ mình hỏi ngược lại, tao hỏi chúng mày là mày kêu gọi kiều bào hải ngoại gửi tiền cho chúng mày để lật đổ cộng sản, tiền đó hiện nay giờ chúng mày để đâu và đi đâu, nó vào túi của ai, mình hỏi ngược nó lại như vậy. Còn đảng cộng sản thì làm rất là nhiều thứ cho người dân rồi, đường Đây, trường tôi lại nói nó làm đầy đủ hết rồi, còn nói những con đường nó chưa làm mà nó còn phải là con cháu, nó phải ăn nhờ ở đậu của con đường của cộng sản mình nữa, còn nó kêu gọi những đồng tiền đó thì đồng tiền đó tại sao nó không làm cho con cháu nó, mà để con cháu nó cũng phải ăn nhờ ở đậu trên đất nước mình. anh nói cái cộng sản làm được mà bao que không làm được. Cái thứ nhất là thống nhất đất nước, đưa nó xông vào một mối, đó là cộng sản làm được mà bao que không làm được. Đấy, lo cho dân giàu nước mạnh để sánh vai với cường quốc của Nam Châu. Đấy, thì cộng sản làm được mà bao que không làm được. Đấy, mang lá cờ đỏ sao vàng đại diện cho tổ quốc Việt Nam, cho nhân dân Việt Nam, cắm ở 200 nước trên thế giới, để cho các nguyên thủ quốc gia đến Việt Nam thăm, và các nguyên thủ của Việt Nam xăm đi thăm các nước, là các nguyên thủ các nước phải đứng chào cờ, lá cờ đỏ sao vàng của Việt Nam và hát quốc kỳ của Việt Nam. Đấy, đấy thì cộng sản làm được mà bao que không làm được.
Đấy, nó Yeah, rõ hay đấy. chúng Mà ta cái đó là thực tế trên thế giới, ai cũng phải nhìn thấy. Những đây người sắp nào tới, sống trên thế giới, người ta phải nhìn thấy nó để rồi đó. Đó. đây sắp tới anh em chúng ta lên mỗi khi live stream và hỏi nó số tiền, nó kêu gọi bà con kiều bào hải ngoại để lật đổ cộng sản, mà nó có nuôi được những người Việt Nam Cộng Hòa, gọi là người tàn tật Việt Nam Cộng Hòa, nó có nuôi được chưa? Nó số tiền nó có trả cho những người đó chưa, hay là những người tàn tật của Việt Nam Cộng Hòa để cho Đảng Cộng sản trả lương mỗi tháng là mấy trăm ngàn với những người Đấy, tàn tật của Việt Nam Cộng Hòa? nó nuôi được mấy thằng dân chủ cuội đấy, mới nuôi được mấy thằng nghiện ngập đấy, thì nó mới người ta mới làm mấy cái clip, mới nên làm cái ăn sắc thối đó, mới gửi clip cho ba khoa, chứ không có thì không có số tiền đó thì nó không gửi cái clip kèn ăn Số sắc tiền thối đó cho ba anh khoa biết, được. số tiền mà nó kêu gọi kiều bào hải ngoại gửi cho nó mà lật đổ cộng sản mình rất là nhiều tiền, nhưng mà số tiền đó hiện nay giờ anh thấy đi, nó nói là buông ra, nó nói là ở miền ngoài miền vùng cao mình những cái cầu mà cáp treo qua lại, sao những cái số tiền của nó quyên góp đó nó không đi xây những cái cầu đó qua đi, anh chỉ nó lấy lòng dân nặng mà lật đổ cộng sản mình, mà đã 43 năm nó đòi lật đổ hoài nhưng mà tiền nó quyên góp thì tiền nó không đưa ra, mà tiền đó nó nằm về túi của ai? Cầu nó cũng không xây, Đây. trường học nó cũng không xây, bệnh viện nó cũng không xây, đường nó cũng không làm, thì hỏi tiền đó nằm về về túi của ai? Đây, anh kể chuyện cho mà nghe. Là cái chuyện mà giữa cái ông ở Hải Phòng, ông Đỗ Tố với cái ông nào ở trong Dương Lội, ở trong cái làng Dương Lội ở Hà Nội này, là ông ấy nói là này này, cái thằng cha ở Dương Lội này nó trực tiếp là để nó liên lạc với người nước ngoài gửi tiền về và chia cho những anh em trong đó, bọn nó Đỗ Tố nhau. Thì cái nói về cái ông ở Dương Lội này, đầu tiên ấy là ông ấy nợ nhà nước mấy trăm triệu, nợ ngân hàng mấy trăm triệu, chuẩn bị phải bán nhà bán đất để trả nợ ngân hàng rồi, nhưng đùng một cái là ông ấy coi như là liên lạc làm dân chủ quậy, liên lạc với nước ngoài để liên lạc gửi tiền về, thì tự nhiên bây giờ ông giả hết nợ ngân hàng và ông lại xây nên một cái nhà rất là to đấy, xây nhà rất là to, trong lúc bây giờ ông lại có tiền cho người ta vay lãi nữa đấy, cho dân vay lãi nữa đấy, là cái nghề dân chủ quậy. Ông kia, ông Hải Phòng, ông cũng là dân chủ quậy, bây giờ ông ra khỏi cái dân chủ quậy, ông nói là cái nghề dân chủ quậy này là nếu như biết làm, biết cách làm thì làm giàu rất nhanh chóng đấy, là như thế đấy. Cho nên là Anh cái bọn mà nó trực tiếp nó liên hệ là nước ngoài, nó ăn chặn của bọn cấp dưới, thì bọn dưới thì nó lại đấu tố bọn trên, đó là như thế. nhớ nè, Đó. tiền nó quyên góp kiều bào hải ngoại lật đổ cộng sản thì những đồng tiền nó hiện 43 năm, những người À. trong nước, những người nghèo và những người tàn tật của Việt Nam Cộng Hòa chẳng hưởng ngàn nào hết, nhưng À. mà là không hưởng đồng nào hết, mà chẳng thấy đồng tiền nào hết, nhưng mà thấy những cái Việt Nam Cộng Hòa làm cho những người trong nước là những người mà để đòi lật đổ cộng sản mình, lật đổ cộng sản mình, những người đi tù, những người đi tù nè, như là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, rồi Dương Văn Thả, rồi còn nhiều người nữa, anh thấy đó, nó làm cho những người ta là chồng xa vợ, vợ xa chồng, toàn đi tù không đấy. Đấy. Anh thấy cái lũ mà Việt Nam Cộng Hòa nó ác ôn như vậy đó, anh thấy không? Đó, Đấy. những cái điều Việt Nam Cộng Hòa làm cho người ta là đi tù thôi, chứ không có làm cho được hạnh phúc. Còn Đảng Cộng Đấy. sản làm được cái gì? Đảng Cộng sản làm cho nhân dân Việt Nam hạnh phúc, còn con người Việt Nam Cộng Hòa làm cho những người Việt Nam Tan đi nát gia tù, đình. giàu kham, chồng xa vợ, con xa cha xa mẹ, đem đến Việt Nam Cộng Hòa, đem đến những cái đau khổ cho những người dân, chứ không thấy đem lại những cái hạnh phúc đó. Thôi em góp ý lên đây, em nói những ít chút xíu vậy là được rồi, anh mời anh chị em lên khác lên đi, em sẽ lo cho cháu. Chào anh chị trong diễn đàn, em chúc anh chị Rồi. buổi tối ngủ ngon, chào cả nhà. Thế xin chào em nhé. Xin Dạ. chào xin chào em. Nói chuyện nha. Okay. Anh Bằng Nguyễn nào, anh thử gửi yêu cầu lên nói chuyện nào, Bằng Nguyễn nào nào. Bằng Nguyễn gửi yêu cầu đi. Camera, thì em chết thì anh đợi mình với Mỹ có camera. Anh Hải Nguyễn thì không có camera là sao? Anh Bằng có lên một tí nói chuyện một tí thì lên nào. Nên nói chuyện về cái bọn nó hô hào biểu tình với cái bọn kèn kèn ăn sắc thối cho nào.
À. Ừ. Gửi yêu cầu đi anh Bằng Nguyễn. Ai nên anh ca, anh Cam còn đấy không? Anh Cam còn đấy không?